bệnh viện họ nói là không được chữa nữa, bệnh viện trả về. Chị cũng buồn, chị cũng không biết nói gì hết. Bệnh viện họ nói thế nào? Bệnh viện nói là không chữa được. Bác sĩ bệnh viện trả lời nói là không chữa được. Chị không biết sống được bao lâu nữa. Chị không biết sau này con của chị sống ra sao. Con chị còn nhỏ quá. Chị, con của chị không có biết. Chào mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì ngày hôm nay là mình với Kiệt thì đi quay lại đây để thăm lại cái chị mà Kasim, chị mắc cái căn bệnh mà xơ gan bổ trứng đó mọi người. Thì mình mới nhận được cuộc điện thoại của chị Sim và gia đình của chị thì thông báo cho mình biết là bây giờ cái tình hình bệnh của chị đó rất là nặng luôn mọi người ơi. Thì đợt vừa rồi mình có trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân á, thì gia đình chị có đưa chị lên trên bệnh viện Chợ Rẫy á, mà trên bệnh viện Chợ Rẫy họ trả về luôn, họ nói là tình hình này là giai đoạn cuối rồi, không thể làm gì được nữa mọi người. Thì với lại là gia đình mới gọi cho mình thì thông báo là chị đang bị rất là nặng luôn mọi người, không biết là có qua khỏi hay không được nữa. Thì bây giờ là mình sẽ vào trong nhà mình quay lên cho mọi người xem nhá. Thì tại vì là mình đã quay cái video về chị Kasim rồi nên là mình tình hình của chị đó như thế nào thì mình sẽ quay và mình thông báo cho tất cả khán giả và Mạnh Thường Quân biết. Thì anh em mình mới ở dưới miền Tây lên trên này luôn á mọi người. Sáng mình chạy từ mình cả Kiệt hai anh em mà chạy từ dưới miền Tây lên trên Lâm Đồng này luôn. Tình hình bệnh rất là nặng luôn đúng không Kiệt? Đúng rồi anh ơi. Nghe chồng với anh nói là tình hình bệnh của chế rất nặng luôn. Không biết bây giờ như thế nào nữa. Thì mình tới trước cửa nhà rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ vào trong này mình thăm. Kiệt đưa cho anh cái mic Kiệt. Bà ơi, đang gia đình đang ăn cơm mà bà. Dạ, yeah, để con cài cái mic mình nói chuyện nhá. À, chị khỏe không chị? Càng ngày càng nặng, bệnh con này mà đi bệnh viện người ta trở về. Trả về à? Không có nhận nữa, tại bệnh không trị được. Thấy nó tội nghiệp lắm. Bà không biết nói thế nào. Bà trị mà 14 năm nay rồi mà không có hết. Lúc nào cũng thuốc men trong về đem về trong nhà cũng thuốc men miết mà không có ngừng thuốc mà cũng bệnh càng ngày càng nặng. Đợt vừa rồi là đưa lên bệnh viện thì bệnh viện trả về luôn. Họ nói thế nào bà? Họ nói là cái này không trị được. Thì cái này đem về nhà thì ăn uống cho đầy đủ thì sống ngày nào đông sống ngày nấy nói vậy. Thì cái chứng bệnh này thì mấy năm nay trị rồi mà không có trị được nữa. Bác sĩ nói như vậy thì bệnh viện trở về nhà. Hôm bữa là con trao tiền xong gia đình mình đưa lên thì bác sĩ là trả về. Nói là bây giờ là giai đoạn cuối rồi đúng không? Là không còn sống được bao lâu. Cho con bà cho con xem cái bụng nào bà. Đi bất giờ hôm trước người ta cho tiền đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy nói là cái chứng bệnh này không có trị được mà không có làm được nữa. Thì bác sĩ đã biểu là đem về nhà để chăm sóc sống bao lâu không có sống bao lâu thì sống ngày nào sống ngày nấy nói vậy để không biết nói thế nào. Cũng bà cũng nói với bác sĩ là cái này có trị được không, bác sĩ nói là không trị được tại cái giai đoạn cuối, bác sĩ nói vậy. Nếu mà mình mới biết ngay từ ban đầu là mình có thể chữa được đúng không?
chắc biết ban đầu tại ban đầu thì nó biết rồi, bác sĩ nói là chứng bệnh này nó cũng hơi khó. Yeah. Mà gia đình nó không có khả năng mà không có điều kiện để điều trị thì giờ trị lời dở để chứng bệnh nó nặng càng ngày càng nặng, nhưng bây giờ không có điều trị được. Thế là bây giờ là trong sức khỏe của chị này là yếu lắm à bà? Yếu, ngồi cũng không được, nếu mà ngồi cỡ 20 phút là nó đau cái lưng này, nó tràn nước trong này, trong cái lưng này không ngồi được, nằm mà lâu cũng không được. Tối thì nó ngủ như vậy. Có đi ra đi vào được nữa không? Không, đi ra đi vào, đi trong nhà. Vệ sinh như trong nhà, quanh nhà thì đi ít mà được. Lần trước mà bọn con quay lại á, thì chị nó còn đi vay gạo được mà. Lần trước mà thì anh em mình ghé thăm đó mọi người, là chị còn đi qua nhà hàng xóm chị mượn gạo, mà bây giờ lần này về thì chị nặng hơn rất là nhiều luôn này. Bụng. Bây giờ ăn là bà là phải đút cho chị luôn. Có lúc thì nó được ăn thì bà đốt ăn ít 2-3 muỗng gì đó. Mà không ăn nhiều, ăn nhiều nó cái bụng nó căng mà khó thở. Mà chị Sim vẫn nói chuyện được mà đúng không? Nói thì cũng được nói nó yếu yếu mà nói nó không nổi mình thở, nói nó không có ra to mà nói nhỏ nhỏ thôi. Thì để con nói chuyện với chị Sim 1-2 câu nhá. Chị Sim có ngồi dậy được không hay là chỉ nằm vậy thôi chị? Có ngồi dậy được không? Ngồi thì chị ngồi tí xíu là mệt. Ngồi là mệt à? Thôi chị cứ nằm vậy đi, mình nói chuyện vậy cũng được. Thế là bây giờ là trong người chị là chị cảm thấy thế nào? Thấy mệt mà thấy khó chịu, khó thở. Và có lúc cũng có đau. Thế thì chồng mình ngày hôm nay đi đâu rồi? Ông đi trong rừng. Đi rừng rồi? Bây giờ là mẹ chị là qua bên này là chăm chị hàng ngày luôn rồi? Bữa đi trên bệnh viện thì họ nói là bệnh này là bây giờ là giai đoạn cuối rồi, là không biết được bao lâu nữa đúng không? Rồi. Chắc chị buồn lắm đúng không? Dạ, chị buồn lắm. Thấy mệt. Mệt à? Dạ. Bụng chị thấy càng ngày càng to luôn mọi người. Trời ơi. Là bữa là chị lên trên bác sĩ, là bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói là không chữa được. Dạ. Bác sĩ trở về. Bác sĩ bệnh viện chờ đợi nói là không chữa được. Chị không biết sống được bao lâu nữa. Chị không biết sau này con của chị sống ra sao. Con chị còn nhỏ quá. Chị, con của chị không biết. Rồi sao nữa chị? Chị cũng không biết nói sao nữa. Chị cũng buồn. Có lần chị suy nghĩ chị cũng khóc. Không biết sau này con của chị sống ra sao. Ý chị là nếu mà lỡ mà chị có mất đi đúng không? Dạ. Thì con gái thì thế nào đúng không? Dạ. Chồng con. Chị cũng buồn đấy chứ. Mẹ nuôi dưỡng để chăm, sau này để chăm lo mẹ. Cuối cùng con nó bỏ mẹ nữa. Lúc đó là mẹ nhớ, nó nghĩ cái chuyện đâu mẹ. Có lúc con khóc biết. Khóc cái con bị tật, khóc cái con này nữa. Bà cũng vất vả lắm. Có lúc bà cũng khóc hết lòng luôn. Con lại đây con. Qua đây với chú này. Bé này 5 tuổi đúng không chị? Dạ.
Nhưng mà chắc là bé cũng biết chị bị bệnh như vậy mà đúng không? Dạ, bé biết. Có biết không chị? Biết. Bé có hay nói này nói kia không? Dạ không. Bé cũng không hay nhồng nhẽo, bé ngoan. Nhưng mà chắc là bé đâu có biết là chị bệnh nặng cỡ như này đâu đúng không? Dạ. Chưa biết cái gì. Chưa biết gì đúng không bà? Dạ. Có lúc thì nói mẹ nó bồng bự quá, mẹ nó bồng bự quá này được. Bà không có khỏe, nếu mà bà khỏe thì bà cũng thật là bà cũng đi trong rừng đi kiếm đốt, kiếm mang kiếm cái gì với người ta cũng có tiền lo cho rồi con này mua thuốc men hay là đồ ăn uống. Chỉ có chồng nó đi mướn đi thuê này trong gia đình thì bà thì cũng đi không đi làm được. Bà cũng bệnh tật nó kia, bà cũng bị xương khớp. Bà cũng bệnh nữa. Không có ai chăm lo, không có tiền bạc mua thuốc men. Bà bị xương khớp hả? Ừ, bị xương khớp nữa, bên đại tràng nữa. Nhưng mà nhiều trong bệnh bà. Xương khớp của bà là có đau nhiều không? Ừ, có lúc nó đi không được, con nằm một chỗ đau hả cả cái từ cái vai tới cái chân luôn. Thế là ngày xưa bà đi rừng nhiều à? Đi rừng nhiều. Tại mình trên gia đình mình khổ, mình không có điều kiện nấu kia, mình đi kiếm mang cái gì cái này cái kia để mình bán á, để mình đi rừng đi chốt lên chốt, ngày nào cũng đi làm việc nặng. Thế là bây giờ bà đau lưng à hay là đau chân? Đau cả cái lưng, cả cái chân, cả cái vai gãy luôn, cả cái giò luôn. Mà có lúc đau nhiều thì bà không đi đứng được. À. Có lúc bà có tiền, bà mới người ta cho ít tiền thì bà đi mua thuốc năm bà uống thì bà đỡ. Không là bà cũng không đi được. Bây giờ thì bà còn uống thuốc không? Bây giờ không có thuốc nữa. Không có tiền mua hả? Ừ, không có tiền mua nữa. À. Lô con này nó đâu có tiền mua cho bà nữa. Bà thì bà già thì mình, bà thì chịu chịu đựng bệnh tật. Con này còn trẻ, bà cứ lô con này có tiền người ta cho ít ít, người ta thuê tội nghiệp người ta cho ít, người chỉ có lô chăm thuốc con này thôi, không có mua cho bà để bà cứ. Chị Sim là lần vừa rồi mình lên trên bệnh viện là hết gần 40 triệu. Ừ. Nhưng mà cũng đâu có hết hay đâu có gì đâu đúng không chị? Ừ. Không có gì đâu, đâu có ơi sao? Đâu. Chị có uống thuốc nam không? Bố chị cũng uống thuốc nam nhưng mà mỗi lần chị uống thuốc nam chị trong người thấy khó chịu. À. Có lúc nằm từ tháng rồi. Tại vì á, nam cũng là em á, là em cũng quen một cái nhà thuốc rất là lớn ở ngoài Bắc luôn. Thì ngày trước á là mẹ em cũng bị xương khớp như bà này. Ừ. Mẹ cháu cũng đi rừng mà bị xương khớp như bà thì mẹ cháu uống cái thuốc xương khớp đấy thì cũng khỏi rồi. Ừ. Với lại là cái bà thầy thuốc đó bà cũng rất là giỏi. Nên là nếu mà chị còn cái hy vọng đúng không? Bây giờ thì mình chỉ còn hy vọng vô một cái phép màu nào đó thôi. Thì em sẽ hỏi cái bà thầy thuốc đó xem là cái bệnh tình của chị như thế nào, xem có chữa được hay không. Thì nếu mà chữa được thì mình hy vọng vô một cái phép màu nào đó. Chứ bây giờ mà bệnh viện mà họ đã trả về như vậy rồi đúng không? Thì bây giờ mình đâu còn cách nào khác đâu. Nếu mà bệnh viện là đã thua rồi thì bây giờ mình chỉ có hy vọng một cái phép màu nào đó vô thuốc nam thôi. Thì cái bà mà cháu quen biết là ở ngoài Bắc thì cái hồ sơ bệnh án của chị, các giấy tờ này kia các thứ là có đầy đủ, còn đầy đủ không? Còn. Đâu bà lấy cho cháu xem. Chút xíu nữa đi. Chút xíu nữa thì bà lấy cho cháu cái đó. Khi mà cháu nói chuyện xong ở đây nhá, thì là cháu sẽ đi ra ngoài cái nhà thầy thuốc lớn đó ở ngoài Bắc á. Cháu sẽ đưa cái hồ sơ bệnh án của chị Kasim này đưa cho bà đó, rồi bà đó khám, rồi bà đó xem trực tiếp luôn. Nếu mà xem, nếu mà bà đó chữa được thì mình càng tốt. Tại vì bà thầy thuốc đó là bà rất là giỏi, thì bà đã từng chữa bệnh xương khớp khỏi cho mẹ của em rồi, cho mẹ của cháu rồi. Chứ bây giờ thì đâu còn cách nào nữa đâu đúng không? Không còn cách nào nữa. Chỉ có nằm như vậy, cứ coi như vậy thôi. Chăm ngày nào cũng chăm bà. Để đến chút xíu nữa mà cháu thăm xong thì cháu sẽ sắp xếp cháu đi ra ngoài đó cháu lấy thuốc cho bà luôn. Bà là bị xương khớp đúng không? Ừ, xương khớp. Vai gãy. Vâng. Còn chị Kasim này thì bây giờ là bệnh viện thì họ
trả về rồi. Họ nói là những ngày tháng cuối cùng thì mình cũng không chắc chắn là có chữa khỏi được hay không. Thì ra ngoài đó rồi mình mới cho thầy thuốc đó khám bệnh rồi mới biết được mọi người. Thì tiện thể ngày hôm nay nhá, em quay lại đây thì tại vì lúc trước là em cũng trao tiền cho gia đình mình rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của chị này thì rất là đáng thương luôn. Nên là bây giờ là Mạnh Thường Quân lại tiếp tục hỗ trợ cho gia đình mình thêm một số tiền nữa để số tiền để gia đình mình chữa cái bệnh này. Thì bây giờ là em sẽ trao cái số tiền này cho gia đình mình luôn nha. Bữa nay không có chồng chị ở đây thì có mẹ chị cũng được nhá, trao cho gia đình chị luôn. Thì cái số tiền đợt 2 tổng cộng là 36.413.000 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đọc tên danh sách Mạnh Thường Quân, các cô chú anh chị và khán giả đã ủng hộ cho gia đình chị Kasim ở đợt 2 này để gia đình mình có tiền chữa bệnh. Bây giờ thì bác sĩ thì bên trên bệnh viện thì họ đã từ chối rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ làm đủ mọi cách khác để mình cứu chị đó. Thì bây giờ mình đọc tên nhé mọi người. Chị Mỹ Phượng và nhóm bạn ở Texas gửi 500 đô la Mỹ. Khi mình nhận được là 11.260.000. Chị Nguyễn Thị Hoài Vọng 1 triệu. Chị Trân Châu Trà Sữa 4 triệu. Anh chị Jordi Liên 1 triệu. Cô Ngân bên Mỹ 100 đô la Mỹ. Chị Hằng Nguyễn 2.253.000. Cô Vũ Thị Hay ở Los Angeles 300 đô la Mỹ. Cô Ngân Canada 200 đô Canada bằng 3.500.000. Chị Dung 500.000. Em Tâm 500.000. Chị Đỗ Thị Thoa 1 triệu. Chị Nguyễn Thị Tú 1 triệu. Chị Lưu Siêu Trinh 200.000. Cô Lê Thị Hoa 1 triệu. Chị Trinh 300.000. Tổng số tiền là 36.413.000. Thì Kiệt đưa anh cái số tiền Kiệt. Đây là 36.413.000. Để Kiệt quay cho mọi người xem cái danh sách nha em. Cứ để lâu lâu một tí cho khán giả xem. Bắt nét được chưa? Rồi. Cứ để lâu lâu một tí. Đó là cái danh sách nha mọi người. Thì cái danh sách này thì mình cũng để ở cái phần bình luận và mô tả video luôn. Thì mọi người bấm xuống mọi người xem nhá. Đủ chưa bà? Đủ rồi. Cảm ơn Chào và cảm ơn bà Trần Quân. Mà cảm ơn các cô chú, anh em, chị gần xa để đã hỗ trợ cho gia đình của bà. Thì gia đình của bà thì thế nó khổ cực, nó bệnh tật con như thế này, để tiền này bà đi chăm lo con này, để lo thuốc men, lo cái này, cái nào mà được lo thì lo. Bà cũng cảm ơn nhiều với các ngoài nước, trong nước, bà các cháu cũng đi thăm hai bữa rồi, gia đình của bà không biết nói thế nào. Dạ, em cũng cảm ơn các anh chị, các cô chú Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ, đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Em cũng không biết nói gì hơn nữa. Đây là lần thứ hai em cầm số tiền lớn như vậy. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Em xin cảm ơn. Rồi bây giờ thì con đã trao tiền xong cho bà và chị Sim rồi nhá. Bây giờ cái con sẽ sắp xếp, con sẽ đi lấy thuốc cho xương khớp cho bà và cái thuốc mà để điều trị cái bệnh xơ gan của chị Sim luôn. Yeah. Nhưng mà không biết là có chữa được hay không, nhưng mà mình hy vọng vào một phép màu nào đó thôi. Yeah. Thì em sẽ làm cố gắng hết sức để em cứu sống chị. Bây giờ bà đi lấy cho cháu tất cả các sổ sách giấy tờ khám bệnh của chị Sim ở bệnh viện đi, đưa cho cháu mượn để cháu sẽ đem ra ngoài đấy luôn. Con cắn. Dạ, thì bà cứ cất đi cho kỹ. Là em trao cái số tiền cho hai mẹ con chị nhá. Dạ. Giữ cho cẩn thận. Vâng. Dạ, bà đi lấy cho cháu cái sổ sách khám bệnh đi bà. Đây, cháu sẽ chỉ cần đem hai tờ giấy này thôi. Đem hai tờ giấy này đi cho thầy thuốc họ xem. Tờ giấy siêu âm với cả tờ giấy xác nhận hình bệnh là ok à? Con đem con cất kỹ để đem lại. Vâng, vâng. Cháu đem lên, cháu lên đấy cháu bốc thuốc cho bà đấy xem. Rồi bà đấy lấy thuốc cho chị Sim. Rồi bà đấy lấy thuốc xong rồi bắt đầu là cháu sẽ đem cái tờ giấy này về cho bà. Vâng.
có lúc xuống bệnh viện cũng ta đòi hỏi. Dạ, cháu chỉ lấy có hai tờ này thôi. Thì bây giờ là cháu sẽ bay ra ngoài đấy, rồi 1-2 ngày nữa cháu bay về trong này thì cháu sẽ đưa thuốc cho gia đình mình. Còn chị Sim thì em chưa biết nha chị. Dạ. Dạ, tại vì bây giờ bệnh của chị nặng như vậy, bệnh viện họ đã từ chối rồi thì cũng hên xui nha. Mình hy vọng thôi. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi ra ngoài Hà Nội nha mọi người. Thì anh em mình sẽ có một chuyến đi dài, đúng không Kiệt? Đúng rồi. Ừ, thì chị đợi kết quả của em nhá, bà cũng đợi kết quả của cháu nhá. Lạnh hả Kiệt? Lạnh hơn rồi. Thì bây giờ là anh em mình đang có mặt tại ngoài huyện Ba Vì, ngoài Hà Nội đấy nha mọi người. Thì mình mới bay ra ngoài này xong. Thì giờ mình mới đáp xuống, mình chạy vô trong này. Thì như mọi người nhìn thấy đó, thì cái cổng làng kìa, thì có để chữ là làng văn hóa, làng nghề thuốc nam, thôn Yên Sơn. Thì lần này mình ra đây mình lấy thuốc cho cái chị Kasim á, với cả cái bà cụ mẹ của chị Kasim. Thì là đây là một cái làng thuốc, mà cái làng nghề truyền thống mà của dân tộc Dao á mọi người. Thì như lần trước á, là anh em mình có ra ngoài này thì mình lấy thuốc cho mẹ của mình rồi. Thì mẹ của mình uống thuốc xương khớp và đã khỏi á. Nên là mình mới ra đây mình lấy thuốc cho chị Kasim. Đi, mình đi vô trong rồi mình đi bộ vào trong đó thôi cho thân thiện với người dân mọi người. Mình đi rồi mình nói chuyện với người dân. Mình sáng mình đi từ 3 giờ sáng là mình chạy lên trên Sài Gòn. Tới Sài Gòn là 7 giờ. Và xong rồi anh em mình bắt máy bay ra ngoài này. Tới giờ này là đi máy bay xong rồi đi taxi từ ngoài sân bay Nội Bài nữa vô trong này là hiện tại bây giờ đang là 2 giờ. Mà dạo này vé máy bay mắc ghê ha kìa. Đúng rồi anh ơi. Ừ. Cái này kiểu như gần qua Tết rồi lên giá. Nhiều người đi đúng không? Dạ. Tại vì lúc trước thì anh em mình đi 3 người thì vé máy bay thì cũng thấy rẻ, mà chuyến này đi hai anh em mình đi thôi là cả vòng đi vòng về hết gần 6 triệu mọi người. Thì tất cả chi phí là đều do mình tự trang trải luôn. Tại vì mình cũng là một người con của Lâm Đồng. Thì chị Kasim á, chị cũng là một cái người con của Lâm Đồng, của tỉnh Lâm Đồng á. Nên là mình rất là thương những người đồng bào dân tộc mà ở chỗ mình luôn. Nên là mình mới đi ra ngoài này, mình tìm mọi cách để mình giúp cho chị Kasim. Thì mọi người thấy cái việc làm của mình hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Thì bây giờ tiếp tục mời mọi người tiếp tục đồng hành cùng với mình. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà thuốc nhé mọi người. Trời, đây là đang có cái mưa này gọi là mưa phùn đó Kiệt. Mưa phùn hả? Ờ. Lần đầu tiên cũng nghe. Kiệt nó cầm máy quay mà nó run bần bật luôn kìa. Tại thời tiết ở đây do này lạnh quá. Ừ. Thì bây giờ là mình đang tới cái nhà thuốc rồi nha mọi người. Đây, bây giờ mình đi vào trong luôn. Không biết là cô Lan cô còn nhớ mình không Kiệt? Chắc em nghĩ là chắc lâu mới nhớ anh cũng. Tại vì anh em mình ra đây cũng mấy lần rồi đúng không? Đi mấy lần rồi, chắc cô không quên đâu. À, lạnh quá mọi người. Giờ mình sẽ vô nhà nhá. Mình đeo khẩu trang vô mọi người ơi. Bây giờ nhà thuốc xây lớn ra đúng không Kiệt? Càng ngày nhà thuốc càng phát triển lớn. À. Con chào bà. Chào chị. Dạ, khỏe không bà? Ôi khỏe. Ôi trông ai mà trông giống anh, cháu phải cháu Trọng. Cháu Trọng đây. Ôi, vâng, chào. Vâng, nghe nói. Dạ, em chào chị. Nói tiếng giống anh Trọng thế. Nghe giọng là thấy nhớ đúng không? Nhớ. Vâng. Đấy cháu ngồi đây. Ngồi dạ. Lâu ngày thế. Vâng. Gia đình mình đang bốc thuốc à chị? Đang làm thuốc đấy. Dạ. Đang bốc thuốc xương khớp với lại bên khoang các thứ. Vâng. Bệnh nhân đang đặt dạ. Chuyến này em quay lại nhà thuốc mình mở lớn ghê nhỉ. Mở lớn hơn ngày trước nhiều đấy. Vâng. Dạ. Dạ. Kiệt đưa anh cái mic kẹt để anh nói chuyện với bà. Nào, để cháu gài cái này vô. Bà cháu mình nói chuyện nhá. Vâng. Thì là tình hình cháu cũng nói thật với bà luôn là ngày hôm nay là cháu ra đây là cháu tính nhờ bà một việc. Vâng. Rất là quan trọng luôn. Tại vì có cái chị ở trong thì cứ ngồi xuống đây này nói chuyện. Không, tại vì cái việc này quan trọng quá nên là cháu ấy. Không mà bây giờ là bà và mọi người đều khỏe hết chứ? À vâng, báo cáo cháu
khỏe, nói chung là gia đình thì bây giờ ông bà già rồi thì nó cứ dẻo dẻo thế thôi chứ vâng. Còn vâng, thì nói chung là vẫn gia đình vẫn khỏe. Dạ. Thế nào thế cháu với gia đình bố mẹ anh chị ở trong đấy khỏe chứ? Cũng khỏe. À, thế à? Vâng. Thì bây giờ bọn cháu là chuyển về vùng Lâm Đồng, cháu ở trên Tây Nguyên cháu lại. Vâng, em cảm ơn nhá. Lâm Đồng. Cháu uống nước chè hay uống nước rễ cây? Với rễ cây là đây, còn nước chè thì ở trong ấm. Nước này là cho gọi là các cô cứ pha ở trong phích này này, cho mọi lứa tuổi gọi là mát gan giải độc ấy. Vâng. Gọi là uống quanh năm bốn mùa. Dạ. Già trẻ đều uống được, uống xong nó mát gan giải độc. Mình ví dụ là mình ăn những cái gì mà nó có độc ở trong gan, trong thận thì uống cái thuốc này nó gọi là nó thải độc ấy. Vâng, vâng. Để ăn cơm khỏe đấy, cháu uống. À, vâng. Dạ. Thế lâu ngày quá giờ không gặp cháu, thế công việc của cháu thế nào? Làm ăn dạ. Có phát tài không? Vâng. Thì cháu thì vẫn làm bình thường. Nói chung là cháu vẫn khỏe mạnh. Ừ. Nhưng mà dạo gần đây thì thời gian này là cháu về trên Lâm Đồng, ừ. Về vùng núi Tây Nguyên á, à. Cháu hay đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. À. Vâng, thì cháu vào thẳng vấn đề luôn nhá. À, vâng. Là ngày hôm nay là cháu ra đây cháu tính nhờ bà giúp cho cháu cái việc này. À, vâng. Tại vì có cái chị này á, chị là cái người đồng bào dân tộc thiểu số, à. Chị ở trên Lâm Đồng, ừ. Chị bị một cái căn bệnh mà xơ gan bổ trướng. À, cô xơ gan bổ trướng à? Vâng. Để cô lấy cái kính để xem nhá. Dạ. Chị đấy bị cái bệnh xơ gan bổ trướng á. Chị Hà ngồi xuống đó đi, để em cho chị xem. Đây để mà... có, để cho cô xem. Vâng vâng. Cái bụng mà bây giờ to như cái trống á. Ừ. Nhưng mà đây là giấy tờ ở trên bệnh viện, ừ. Thì chị đấy mới đi khám bệnh viện. Tại vì lần đầu tiên cháu gặp á, ừ. Thì là gia đình rất là nghèo luôn, ừ. Không có tiền chữa bệnh nên ừ. Bắt đầu cháu quay video rồi Mạnh Thường Quân bên cháu giúp cũng được mấy chục triệu. À. Xong rồi lên trên bệnh viện Chợ Rẫy, ừ. Nhưng mà bây giờ bệnh viện Chợ Rẫy họ nói là bây giờ là giai đoạn cuối rồi, bệnh viện không cứu được nữa, à. Họ kêu là về nhà rồi, họ cho uống mấy cái thuốc thì họ nói là không biết là sống được bao lâu nữa, ừ. Nên là gia đình của cái chị này tội lắm. Vâng, thế để cô xem qua thế như thế nào. Thì cháu mới biết được là bên nhà bà cũng có nhiều cái thuốc nam á, dân tộc Dao mình á, ừ. Bà thử xem qua cho mày. Đây là cái giấy tờ bệnh này. Để em mở cho chị Hà xem nhá. Tại vì xem cái hình ảnh thực tế luôn này chị Hà. Nhìn cái tình hình hiện tại đây là... Sơ gan, cổ trướng. Đúng rồi. Cổ trướng bụng to. Đây này. Những cái từng làn làn này này. Nani chụp dần này đây. Đây. Đây bà. Chị này mới có 25 tuổi thôi là chị hơn này. Mình có 1 tuổi ở Quế. 25 tuổi thôi à? Mới có 25 tuổi thôi. Ôi dồi ôi, 25 tuổi mà trông già nhỉ. Dạ. Mấy năm ở cái khác từ cái 7 năm thì nhìn chị xinh gái ha. Ừ. Đó. À, đấy mấy cái người này. Chị này mà ngày xưa trẻ là đẹp gái đây này. Mới có 25 tuổi thôi. 25 tuổi là đẹp gái đây này. Mà bây giờ bụng to cỡ này này. To cỡ. Cái này là cái video này là cái video mà đầu tiên lúc cháu gặp thì chị này còn khỏe mạnh như này. Ừ. Nhưng mà ngày hôm qua thôi là cháu mới lên cháu gặp á. Thì bây giờ là chị bị nặng lắm rồi, ừ. Chị không có đi lại thì kia được luôn, nằm một chỗ, ừ. Nên là cháu mới gấp, cháu mới ra, cháu mới gặp bà để xem bà xem thế nào bà có thể giúp được cho họ, chứ tội nghiệp họ lắm bà. Vâng, cái này thì cũng xin báo cáo anh Trọng này này. Vâng. Nếu như mà thực ra mà nói thật nhá, gia đình thì cũng chữa được rất nhiều người, người ta bụng to gọi là xơ gan cổ trướng để người ta khỏi. Vâng. Nhưng mà cái người này thì nó lại quá nặng rồi ấy. À. Đấy ghê lên hết cả gân xanh, cái bụng nó to như là bà chửa đấy, nhưng mà nó chưa lên gân xanh hoặc là giai đoạn đầu thì mình ở đây để có thuốc để uống cho chữa để cho nó khỏi được, nhưng mà bây giờ bệnh tình nó quá nặng rồi to mà quá. Nó to quá rồi mà cháu đã có tấm lòng từ ở trong Đắk Lắk Lâm Đồng mà dạ. Ra đến tận đây để bốc thuốc để cứu người đấy, vâng. Thì tại cháu vì... cái chị này, chị là ở Lâm Đồng, ừ. Cháu cũng là ở Lâm Đồng luôn, ừ. Thì là cháu cũng là người con của Lâm Đồng, à. Nên là cháu thương chị này, ừ. Thì cháu mới ra tận ngoài này cháu bốc thuốc, ừ. Dạ. Gia đình cái chị này thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn, à. Tại cái bệnh này là có di truyền nhá. Tại vì có di truyền. Chị này có một người anh nữa, ừ. Là hai anh em. Cái anh đó năm 13 tuổi cũng bị bụng to, ừ. Bây giờ chết rồi, ừ. Còn bây giờ là chị này còn một người mẹ. Tại vì không biết di chuyển thế nào đúng không? Không biết có liên quan gì không mà cái mẹ của chị này năm nay cũng già yếu rồi, cũng 60 rồi. 60. Mà bây giờ là chân tay mà bị đau nhức xương khớp thế này thế kia, bị
cũng ấy lắm. Tại vì cháu nói chuyện thì cháu hỏi là bây giờ trong người bà thế nào, thì bà nó nói là bây giờ ngày trước là bà hay đi rừng nhiều, đi rừng đi chặt cây chặt củi trong rừng á, xong rồi cũng là bị đau nhức xương khớp này kia các thứ, nên là đợt này ra đúng không, thì cháu lấy thuốc cho chị Kasim này, bà xem bà khám thế nào, nếu mà lấy được thuốc cho chị bụng to này thì lấy, xong rồi mình lấy thêm thuốc cho mẹ của chị này luôn. Thì cũng báo cáo anh thế này, ở đây đấy anh nhìn qua tất cả những thuốc đấy, gọi là đau lưng xương khớp vai gáy, vôi hóa thoái hóa đốt sống cổ lưng vai gáy, ở đây là gia đình cô là chuyên trị chữa về vấn đề đấy. Và kể cả như sơ gan cổ trướng như của cái chị này, thì ví dụ như là chị mà mới chớm thì gia đình sẽ bốc thuốc cho chị uống, là nhưng mà bây giờ chị quá nặng rồi, thì bây giờ anh sẽ gọi là cô Lan cũng bốc về cho chị uống, biết đâu thì gọi là phúc chủ lộc thầy. Mà chị đã uống rất nhiều thuốc tây rồi, nhưng mà thuốc nam thì có khi là chưa uống đến. Mà cái thuốc nam là gọi là thuốc nam gia truyền của người dân tộc Dao, cô thì thực ra mà nói đây cả nhà biết, cô cũng chữa rất nhiều người bụng to, nhưng mà người ta mới chớm giai đoạn đầu. Nhưng mà nếu mà bị giai đoạn đầu là cô Lan cô chữa khỏi nhiều người, giai đoạn đầu là chữa rất nhiều người khỏi. Có cháu biết đấy, có người coi là người ta quấn cho một cái chăn bông to, người ta ngồi đấy người ta không nằm được, không thở được, nhưng mà cô bốc thuốc cho, đầu tiên là người ta không nói chuyện gì, sau bốc được thuốc khỏi thì xuống, thì cháu hỏi bảo tại sao hôm trước em xuống anh không thèm hỏi em một câu, cũng bảo là không kịp hỏi thì sợ là chết ấy, buồn ấy. Thế nhưng mà xong uống thuốc xong là chữa được khỏi nhiều người lắm, có người một chị là ba đứa con nhắm mắt một tuần lễ, nhưng mà cô Lan bốc được cho người ta uống người ta khỏi. Nhưng mà đây thì của chị đây là nó cũng quá nặng rồi, thì bây giờ anh đã có lòng ra đến tận đây thì cô cũng không phụ lòng công của anh, thì cô cũng sẽ bốc thuốc cho bà ấy, là sơ gan cổ trướng về cho bà uống. Biết đâu lại lại cho cô ấy uống, đâu lại gặp thầy gặp thuốc thì cho bà ấy kéo dài cái thời gian ra. Thế là chỉ cái thuốc này là mình chỉ hỗ trợ, mình kéo dài thời gian ra. Kéo dài thời gian thì bây giờ thực ra mà nói ấy, đấy là cô Lan vừa nói đấy, nếu giả sử như giai đoạn đầu thì ở đây mình có thuốc bốc chắc chắn là khỏi, nhưng mà tại vì là cũng quá nặng rồi mà nhà nước người ta cũng còn chịu rồi, thì mình cứ bốc thuốc, gọi là anh đã có lòng ra đến đây thì cô cứ bốc thuốc về cho chị uống, biết đâu là gọi là may, là số sống gặp thầy, liệu có một cái phép màu nào đó xảy ra đúng không? Vâng, xảy ra là sẽ cho chị uống, nhưng mà đấy về uống nhá, uống là như thế này, ví dụ là từ từ cô. Nhưng mà nếu thế này, tại vì cháu ra ngoài này là cháu muốn biết rõ ràng là mình có thể là chữa được hay là không á. Thế nhưng mà cái này bây giờ cô kiểu cho thuốc uống á. Thì cái hy vọng của mình là 50-50 không, hay là 50-50 hy vọng cho 50-50 thôi à? Cho, tại vì là nặng quá rồi thì cứ cho về uống thôi, về cho uống. Thế còn cái bà mà bà mẹ đau lưng xương khớp thì cô sẽ đảm bảo là chữa được cho bà ấy. Được hỏi, nhưng mà cái xương khớp này nó không chữa được nhanh như thuốc tây đâu. Không, thì nói bây chung giờ là phải về vấn đề xương khớp thì cháu biết rồi. Tại vì bữa trước cháu bốc cho mẹ cháu thì bây giờ mẹ cháu khỏi rồi. Vấn đề xương khớp thì cháu biết rồi, nên là cháu đi ra ngoài này là mục đích chính là chỉ bốc thuốc cho cái chị bụng to này thôi. Người tiện thể cháu bốc thuốc xương khớp cho cái bà đấy luôn. Vâng, cho bà mẹ của chị này luôn. Thế là 50-50, nhưng mà là mình vẫn còn hy vọng đúng không? Tại vì là ở đây cái thời gian cho em ấy. Là cô năm nay cũng gần 69-70 tuổi rồi. Tại vì cô cũng trải qua rất nhiều cái bệnh nhân mà chữa các cái bệnh gọi là sơ gan cổ trướng giai đoạn đầu, giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi. Thế nhưng mà mình cũng không biết nói thế nào để giỏi. Đây là gọi là thuốc mình uống ở trong đấy. Mà mình cứ, anh đã có lòng ra đến đây thì anh cứ bốc về cho chị uống. Biết đâu có những cái phép màu, có bề trên giúp đỡ thì chị gặp thầy gặp thuốc, chị ốm đau mãi, nhưng mà có thể là cái số của chị được còn làm người thì có thể là gặp một người nào đó để bốc thuốc để cho chị uống, để được gặp thầy gặp thuốc để chị cũng được kéo dài thời gian ra, ví dụ thế. Thì ok mọi người, thì nãy giờ là mọi người nghe thì cô Lan, bà Lan là bà là một thầy thuốc giỏi ở ngoài này, thì bà chia sẻ bà nói đó, nói chung là bây giờ là cơ hội là còn 50-50 thôi, cũng không chắc chắn là mình chữa được hay là không đúng không? Mình chỉ hy vọng có một phép màu. Thì nói chung là mình thì mình nói thật là mình rất là thương chị Kasim luôn, nhìn chị như vậy mình rất là thương, nên là mình
ra ngoài này là mình đã có trong lòng là mình muốn đem một cái hy vọng, một cái phép màu nào đó về cho chị Kasim và gia đình của chị. Nhưng mà bây giờ thì mọi người nghe cô Lan và con của cô là chia sẻ về tình hình căn bệnh. Nói chung là bây giờ là cái cơ hội mà cứu được chị thì cũng là 50-50 thôi. Nói chung là bây giờ chỉ biết cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ mọi người. Đi, thì bây giờ đi mình... Đi phước cho chị. Vâng, dạ. Vâng. Đi vào. Tại vì gấp lên là em đi bay ra ngoài này á, em đặt vé máy bay là trong ngày luôn. Là chiều nay là phải về rồi. Thế hôm nay không dạ. Ở đây ăn cơm với cô Lan à? Không, tại vì bây giờ đang kiêm trọng quá rồi cô ơi. Đây là mình đang bốc thuốc gì đây chị hả? Bốc thuốc đau lưng xương khớp. Đau lưng xương khớp à? Thoái hóa với hóa đốt sống cổ lưng đây đang bốc. Lấy cái thuốc gan này bốc luôn cho cô đấy. Vâng. Hay là xuống dưới kho đi, xuống dưới kho mình bốc luôn thuốc sơ gan. Cái thuốc là thuốc sơ gan của trứng dưới kho đúng không? Đi, thì mình xuống dưới kho. Vâng vâng. Cái này là gì đây? Cái này là thuốc xoang. Xoang à? Xoang. Đang làm. Vâng. Bữa mấy cái chai xoang này mà em đem về cho mấy cái người trên em họ dùng cũng thích lắm. Đây này, chỉ cho ông kia, ông là em trai của cô đây. Bệnh viện cứ bảo về ngày nào sống, thế mà cô bốc thuốc bây giờ ông đi lại. Vâng. Đi, bây giờ mình xuống dưới kho. Đấy, kho. Bây giờ cô xây nhà thuốc lớn ra nhỉ? Vâng. Ở ngày năm mà những năm trước anh ra cô đây. Vô đây là thấy mùi thơm liền luôn mọi người. Ừ. Kho thấy lớn. Đấy. Nhà thuốc mở càng ngày càng lớn luôn mọi người. Ừ, đây. Đây này. Cái này đây. Bây giờ một tháng chị bốc nhiều không? Ui cũng nhiều em ạ. Tức là bệnh nhân tất cả mọi miền Tổ quốc là cứ có bệnh gì là cứ dạ. Alo về nhà chị. Là cứ bệnh nhân có bệnh nào thì nhà chị sẽ bốc thuốc đấy. Dạ. Đây, những cái này là về xương khớp này, nhà chị chủ yếu là lên trên rừng hái về, thế là mình băm phơi ra, có những cái là mình phải sao thì mình sao, xong rồi cho vào kín tải thế này, để giá thế này. Dạ. Khi nào mà bệnh nhân ai mà đau nhức xương khớp, đau bả vai, đau thần kinh tọa thì nhà chị gọi điện thì nhà chị sẽ bốc. Dạ. Đây này, đi, đây này. Đi qua bên bà. Tất cả đây. Bà, đâu, cái thuốc đấy đâu bà? Thuốc đây. Thuốc đây một bả lớn này. Đây nha. Bây giờ thì bốc cái thuốc gan cho cái cô kia nhá. Sơ gan của trứng không có, sợ em về nói chuyện nhiều quá, sợ lại về trễ máy bay vậy. Tối nay là em bay về rồi. Ừ đấy, thế thì vé máy bay bây giờ nó rất là mắc luôn. Đi bay ra bay vô hai người là hết 6 triệu tiền máy bay. Ui chào ơi. Em mà trễ máy bay cái là thua. Thôi đi. Vâng. Lúc nào có thời gian thì chị em mình nói chuyện nhiều nhé. Bây giờ thì bốc thuốc luôn cho em để em về cho nó kịp. Tại vì em cũng đang gấp á, nên là ra ngoài này cũng không có chuẩn bị quà cáp gì thăm nhà mình. Ôi thì rồi, giảm nhá. Khi nào nhiều quà lắm, đang dạ. Nhiều quà nhiều ấy lắm đây này. Cái này gọi là sơ gan cổ trướng nha, về uống. Cái này nhà chị đã tổng hợp sẵn rồi đấy này. Những cái này là gan đây này. Này mỗi một tải này nó nhiều vị lắm này trọng này. Vâng vâng. Đây. Đấy. Cái cây này sao thơm thế chị? Cái này thì những cái vị này thì mình nhà chị phải sao mà sao hạ thổ thì nó mới cái độ âm dương thì nó mới tốt cho bệnh nhân. Đây này. Vâng. Thì chị cả bà cứ bốc đi nhá. À bác. Ừ, vâng. Đây. Nhìn rất là nhiều luôn mọi người ơi. Tí nữa em chị bán cho em thêm mấy chai thuốc viêm xoang nữa nhá. Ờ rồi rồi có. Tại vì xoang em chị cũng đang làm trên đây nhà. Sơ gan cổ trướng đây bốc sẵn cho anh rồi. Đây cái này đi, xong rồi đúng không? Ừ xong đấy. Đi. Cái này đầy đủ vị rồi em nhé. Vâng vâng. Đây về cái này để có luôn chỉ dẫn này này, bảo em mới là cứ theo cái này mình đun để uống. Đây vâng, có vâng. Hình ảnh của bà Lan luôn. Dạ. Của bà với số điện thoại đấy này, nếu mà có gì chưa hiểu thì cứ bảo em alo thì nhà thuốc sẽ hướng dẫn cái. Giờ mình lên mình bốc thuốc xương khớp luôn đúng không? Ừ. Vâng. Dạ. Cháu về kịp xe. Dạ. Thế đi sáng nay đi từ mấy giờ? Sáng là 3 giờ mấy là cháu đi. 3 giờ à? Ừ, 3 giờ mấy cháu chạy từ nhà cháu Lâm Đồng lên trên tới trên thành phố là 7 giờ. 7 giờ xong cháu bay ra ngoài này. 7 giờ nó đợi lên máy bay, 9 giờ mới bay. Ừ. Bay ra ngoài này là tới giờ này mới tới đây này. Đây cái này thuốc gan này đây để bốc thuốc xương khớp cho mẹ của em bệnh gan đấy đúng không? Vâng. Ừ rồi. Mẹ của cái chị bệnh gan. Rồi. Chị này đây. Mới có 25 tuổi thôi.
Mà bây giờ là đây nhà chị cũng đang bốc thuốc xương khớp này này thì dạ. cho bệnh nhân này thôi thì em mới vội thì bốc luôn như cái này để thang thêm cái vị cái bác ấy đau thế nào em nhỉ? Để chị còn biết được. Hôm bữa là bác ấy nói là đau nhức xương khớp đại tràng thì đúng không Kiệt? Đau như vậy ý là chị muốn hỏi kỹ là đau ở là chỗ nào là mình bốc chuyên sâu vào thì tốt hơn em ạ. Đau đầu gối với cả lưng nhiều. À đầu là gối với lưng này với cổ vai gáy đúng không? Vâng. Là ngày xưa là bà đấy là hay đi rừng là vác nặng rồi làm nặng á. Bây giờ là chân tay là nó bị nhức. Rồi. Vâng. Kiểu người già hay bị đây. Đó là do thoái hóa được rồi thì chị muốn hỏi kỹ để cái bệnh tình như thế để chị biết bốc để chuyên sâu vào. Ví dụ là đau gối là chị có một cái loại đau gối này. Vâng. Cái này là tầm nòm là nó đau vai gáy này đây. Dạ. Đây gối này, cái này là gối hạc này này. Đây, cái này chữa về gối này. Đấy. Cái này thì cổ vai gáy này, đau lưng này. Đây, dạ. Cái này thì có cái vị đau lưng này. Đây ngang lưng này này. Cái này là thuốc đỡ nhức này. Vâng. Cái này nhức nhiều thì mình sẽ cho cái này thì nó uống và nó giảm nhức luôn. À, nhưng mà tí nữa là chị sắp là chị bỏ vô từng trong bọc đúng không? À đúng rồi, đây chị sẽ bốc luôn cho. Đến lúc là em uống là đến lúc mà nấu lên uống là chỉ việc nấu lên thôi đúng không? Đúng rồi. Hay đúng là rồi. Cách sử dụng á? Chị đấy, chị sẽ cho từ hướng dẫn thì em ngồi cho nó. Có gì thì chưa hiểu thì cứ gọi điện cho nhà chị sẽ hướng dẫn lại. À thế thì chị cho em số điện thoại của chị đi. Hôm cái đợt trước em lấy rồi mà. Không, nhưng mà tại vì cái điện thoại đấy của em nó bị mất rồi. À rồi, nhất trí. Lạc mất số rồi thì. À đây nha chị, nó này những cái tờ hướng dẫn luôn này, có luôn này, rất là cụ thể mà. Cái này thì có địa chỉ của nhà thuốc này. Còn những cái tờ như thế này là hướng dẫn cụ thể hơn. Hai tờ nhé. Mà bây giờ nói chung là đây. Tại vì họ là người dân tộc nên là bây giờ em cứ cho cái số điện thoại đi rồi. Nếu mà họ uống thế nào thì họ ấy lại cho chị nhá. Rồi, nhất trí. Chị đọc hộ em cái để em lưu lại cái. Đây, một số là 0388 này. 0388 322571 là của mẹ chị nhé. Đây là mẹ cũng là người truyền thuốc cho chị đây, bà Lan đấy. Còn số kia? Mẹ chị. Còn số của chị là 0989 213 662 là của chị Hà nhé. Đấy, hai số duy nhất có hai số. Thì tất cả từ nào cũng hướng dẫn nào cũng có hai số như này. Thế cho em cái này nhé. Ừ đấy. Tất cả đấy. Vâng. Cái xoa bóp này cũng có. Kiệt cầm cái này cất đi Kiệt. Cất đi. Này cái này là khớp gối này. Cái này chữa về khớp gối này. Vâng. Như là khớp gối này, xẹp này đều có hết. Dạ. Những cái này là về khớp gối này kể cả cứ đau ở đâu ví dụ về thần kinh tọa thì chị lại có một cái vị cho vào dạ. thần kinh tọa đây. Vâng. Đấy. Thần kinh tọa thì cho những cái này này. Đây, các bạn nhìn thấy đây này. Dạ. Nó theo cái đường gân đi này. Đấy. Vâng. Em cho chị cái này là giảm nhức này. Cái này là ai bạn đau nhức nhất thì cho cái này. Đường gân này nó theo cái này này, cái đường gân này là vâng. đau thần kinh tọa này. Đây. Nhiều quá cháu không nhớ. Sao em nhớ được chỉ có người có làm gì, thuốc thì mới nhớ. Nói chung là số điện thoại có rồi đây. Có gì? Bé giờ học đến bây giờ gần 50 tuổi rồi. À. Chuyển nhớ được nhất là anh vài ngày làm sao. Vâng. Cái này là ai mà đau nhức nhất thì cho có cái này này. Yeah. Nhâm nhò nhà này nhức này này. Đấy. Đau nhức thì mình giảm. Vâng. Đây, cái này là khớp gối này. Cái này là đau gối này. Dạ. Đấy, vị này là đau gối nhé. Thần kinh tọa thì lại có. Tí nữa hai bọc thuốc này đánh dấu vào hộ em nhá. À, có. Đúng rồi, trên tờ giấy có ghi rõ ràng mà. Rồi, ok. Có mát hẳn hoai là gan. Dạ. Gan. Rồi, chưa hiểu rồi. Đây. Đưa em cái mic em nói chuyện với bà một tí chị. Chị gì nhỉ? Em quên rồi nhỉ? À. Tại vì em đợt này em già rồi, em mau quên. Năm nay được 30 tuổi chưa? Cháu mới có 25 mà. Thế á? Vâng. Đấy bà lấy hộ cháu mấy cái chai thuốc viêm xoang này luôn bà. Khoảng chục chai luôn thì cháu mua cho đem về. Tại vì cũng nhiều người hay xin á. Nên là cháu mua cho họ. Dạ. Nào. Viêm xoang. Viêm xoang của cô về cho người ta dùng, người ta biết được là mỗi một cái nhà có một cái bí quyết khác nhau nhá, vâng, không vâng. phải lo nhá. Một, dạ. Đôi 2, đôi 3, đôi 4, đôi 5 đôi. Đây. Cái này là viêm xoang nhá. Dạ. Viêm xoang về đấy có
cái nào cũng có hình ảnh, có chỉ dẫn của cô Lan rồi. Về đây mình bỏ vào cái nắp, mình bỏ này. Thế sau mình cho tay xuống hai cái tai này này, mình cho vào cái lỗ mũi này. Mình từ từ bấm thôi. Mình đừng bấm mạnh là nó xịt quá sâu vào trong này là nó sót. Vâng. Nếu mà lần sau mà có dịp mà em mà ra ngoài này nữa thì mình dắt em lên trên rừng xem cái vườn nhà mình thế nào. Ui, hôm nào cho lên đây. Có sợ vắt không? Núi cao không? Đây này, các cô phải mặc quần thế này này, vắt nó không chui được vào đây này. Nếu vắt mà hả? Có vắt. Mặc cái quần nó lúng thúng là nó chui nó vào tất cả ở trong cơ thể mọi người. Nhưng mà mùa này đi là cái con vắt nó rét là nó xuống tất ở dưới đất là không sợ. Thì để có dịp sau có thời gian ấy thì cháu trải nghiệm. Đấy, bây giờ cũng đang gấp. Đợt này lần sau ra xong lên trên này. Cho chị ba cái cao về cho. Đền thượng. Cao là xoa hay là quạt cao thế uống. Nào? Cái này uống kèm, nếu mà xương khớp phải uống kèm ba cái cao nữa là một liệu trình. Thì nó mới đầy đủ vị. Dạ. Cái xương khớp này nó phải nhiều thuốc hơn cái thuốc gan kia. Vâng. Cái đau xương khớp là phải uống cả thuốc sắt thế này này, uống kem cao với đi xoa bóp nữa. Vâng. Làm cùng cho nó. Là vào người ta làm những cái xoa bóp thêm này, đổ rượu đầy vào đây. Làm cùng để nhanh thì không có các cháu nhỡ xe, nhỡ tàu, nhỡ máy bay thì khổ. Đây ba miếng cao thế này này. Vâng. 15 gói. Đây là đi lấy cái túi này, túi ở chỗ kia. Thầy ấy kèm ba miếng cao những cái thảo dược, cái này cũng là một chiết xuất từ 100 loài thảo dược. Dạ. Nấu thì cô đặc thành cao thế này. Vâng. Xong rồi nó uống kèm cái này thì nó rất là nhanh khỏi. Dạ dạ. Đấy, mỗi một lần phải cắt lá thì mỗi một cái cao nó uống trong vòng 10 ngày. Vâng. Rồi. Cái này là một bọc như vậy là nặng mấy ký bà? Nặng 5 ký à? 4 đến 5 ký. Tại vì cháu đi máy bay đúng không? Thì họ cho em có 7 ký à? 7 ký một người à? Vâng. Thế thì hai anh em mỗi người 5 ký. Thế là thường thường là bà bán như vậy là bà gửi bưu điện đúng không? Vâng. Là họ tránh xe tải mà đúng không? Chứ đâu phải gửi bằng máy bay đúng không? Vâng, gửi bưu điện, không biết người ta gửi bằng cái gì mình. Nhưng mà những người mà mua hàng từ xa mà không lại đây trực tiếp mà mua gọi điện qua số điện thoại là bà Lan hay bán là mình gửi bằng bưu điện à? Đúng rồi, nhà cô nhà chị hãy gửi qua đường bưu điện mà. Rất là nhiều bệnh nhân cho các tỉnh toàn quốc là gửi bưu điện. Gửi thế này thì nhanh không? Mấy ngày thì tới? Gửi ở trong miền Nam khoảng 5 ngày. Nhưng cái thời điểm mùa dịch ấy thì nó lâu hơn, nhưng bây giờ thì đến 5 ngày, 4-5 ngày là đến trong miền Nam. Tại vì nếu mà đáng lẽ ra thì nếu mà em có số điện thoại thì em gọi trực tiếp rồi bên chị và bà Lan bên nhà thuốc mình á gửi vô cho em, nhưng mà tại vì em muốn ra ngoài em cho xem hình ảnh về hồ sơ bệnh án của cái chị đó luôn. Rồi giờ cứ ra đến đây đấy xem trực tiếp. Nhưng mà nếu mà chị này mà uống từ một gói à? Từ hai gói rồi. Chị tên gì nhỉ? Em quên rồi. Chị Hà. Đấy, em mau quên quá. Nếu mà cái chị đấy mà uống cái thuốc này nếu mà đỡ mà lần sau mà mua tiếp nữa thì chị đó tự gọi điện cho chị Hà nhá. Rồi. Vâng. Bây giờ không em phải... về em trao thuốc xong rồi em dặn cho chị đó luôn là lấy cái số điện thoại của chị Hà. Xong rồi có gì thì tự gọi ra cho tức chị là Hà. cái tờ hướng dẫn nó có luôn số điện thoại, cứ bảo em mới liên lạc với chị. Thì lần sau thì nếu mà mua thì bên đó thì bên cái chị dân tộc đó tự gọi cho chị rồi chị gửi thuốc vào cho. Gửi vào gửi tận nơi cho. Không có được nào em lại phải ra đến đây thì thứ nhất là mất công ra vì... xa quá. Yeah. Nhưng mà lúc nào mùa hè ra đây thăm nhà chị em nhé. Vâng. Để lên rừng. Tại vì em nói với chị rồi là tại vì cái chị dân tộc này chị cũng là người Lâm Đồng. Em là cũng là người Lâm Đồng, đều là đồng hương với nhau đây. Rồi. Thế thì bây giờ xong chưa? Mình lấy thuốc đưa cho em rồi em đi về luôn. À xong rồi, đây thuốc đây. À, thuốc đây này cháu Trọng nhá. Vâng. Thế thì hai bọc là... Thế là cái viêm xoang của cháu bỏ vào chưa? À viêm xoang đâu nhỉ? Viêm xoang đây. Đây. Để trong... đúng rồi. Viêm xoang. Thế thì tổng của cháu thì hết bao nhiêu? À vâng, thế này báo cáo cháu nhá. Thì cái thuốc gọi là đầu xuân năm mới thì anh ra đến đây thì... cái thuốc đau lưng xương khớp này này mới lại viêm xoang này thì là cô sẽ lấy tiền, còn riêng cái bà mà cái chị mà
chị mà bị xơ gan cổ trướng đấy. Dạ. Thì thôi thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ, thì cô cũng thấy nó chị nặng bệnh quá cũng không biết nói thế nào được, gọi là cái tình cảm của gia đình làm dạ. thuốc ở nhà cô thì cô sẽ tặng cho chị cái chị mà xơ gan cổ trướng đấy là cô cho. Dạ thôi bà, tại vì mấy lần trước cháu ra cháu bốc thì bà cũng cho người ta hết rồi, nên lần này để cháu trả cái hết cho. Vâng, thôi thì tiền không biết bao nhiêu cho đủ, cái tình cảm thôi. Vâng. Tình cảm thôi, người ta gọi là tại một miếng khi đói bằng gói khi no. Mấy lần thì trước bây giờ bà ấy bị bệnh như thế mà cũng là cùng dân tộc, mà cô cũng là cùng người dân tộc, mà nói đến dân tộc các cô thì kiếm đồng tiền thì rất vất vả khó khăn mà. Dạ. Cái người dân tộc này chắc là người ta bị bệnh thế này là người ta cũng tốn kém rất là nhiều tiền dạ. của rồi. Thế nhưng mà không khỏi được bệnh. Thế bây giờ anh đã có lòng ra đến đây thì chỗ thì bây giờ cô lấy bao nhiêu thì anh gửi thôi. Nhưng mà thôi tình cảm cô không lấy tiền của cái chị đấy là làm gì để gọi là cho chị về chị uống. Để có cái phép màu nào mà đem lại cho chị, có cái vị thuốc nào mà để chữa được cho chị khỏi bệnh là cô phấn khởi, gia đình là mừng nhất thôi. Còn tiền bao nhiêu tiêu cũng hết. Còn thế thì bà gọi là thế những thì bà lại không lấy tiền thì chú cũng ngại quá. Tại vì không ngại đâu. Mấy lần trước mình ra mình lấy thuốc cho mẹ của mình với cả lấy cho mấy người kia thì bà cũng cho thuốc rồi bà không lấy tiền. Mà lần này bà không lấy nữa thì cháu rất là ngại. Không ngại đâu. Cho ngại kia. Còn đi lấy cái thuốc xương khớp này thì mới xúc khoang thôi. Gọi là xương khớp đấy gọi là vốn để mình lại đi lấy mua giấy dược liệu để mình lại đi chữa bệnh cho người khác. Thế thì cái này là cái thuốc mà bị xơ gan bổ trướng này là tặng cho chị đấy đúng không? Vâng. Thế thì em cảm ơn chị với cảm ơn bà rất là nhiều luôn. Vâng. Thì còn cái này bao nhiêu thì hết bao nhiêu cháu tính tiền luôn bà, cháu gửi tiền cho mình. Đấy để ra kia này thì viết hóa đơn. Vâng, thế ra ngoài kia để lấy hóa đơn này gọi mình là ra ngoài mình viết hóa đơn nhé. Vâng. Dạ. Dạ, đưa đây em xích nhá. Chúng mà cháu cũng cảm ơn bà rất là nhiều nhá. Vâng. Em cảm ơn chị Hà nữa nhá. Vâng. Thì có dịp nào thì em sẽ quay lại em thăm gia đình mình thêm. Vâng, thôi ra đến đây chả biết là gì, uống hụm nước ở đây các cô cứ gọi là nước một người khỏe hai người vui đấy, uống uống. Vâng. Đấy uống đi cho. Vâng. Cháu uống đi để cho cô Lan cũng uống, cô già rồi cũng. Vâng, cô uống đi cô. Tại vì cái thuốc này là nghe chị Hà chị nói mấy lần rồi. Thật mà. Cái này rất là tốt cho những người nam đấy, yếu thật, yếu sinh lý đấy. Vâng. Thì là cứ dùng cái này, nhưng mà nhà chị kia dùng những cái kia là mình nấu thành cao, nó chuyên sâu vào thì nó sẽ tốt hơn. Cái này là mình chỉ là uống cho nó bổ thận thôi. Nấu chính nấu thành cao nó khắc tốn nhiều thuốc hơn. Mình nấu chiết xuất đây này, nấu ra nước lỏng bỏng thế này mình cô cho nó đặc thành cao mà tốn nhiều thuốc lắm. Còn cái này thì mình là cái này mình nấu để mà uống hàng ngày để cho nó bổ thận thôi, mát gan bổ thận thôi. Rồi, ok. Kiệt cất cái hóa đơn đi Kiệt. Thế bây giờ cũng cháu còn phải đi lên máy bay nữa bà. Bây giờ chắc bà cháu mình chắc cũng chia tay tại đây. Thì khi nào có dịp thì cháu sẽ đi lên trên này. Vâng. Thôi, chả biết nói thế nào đầu xuân năm mới mà anh đã có lòng để giúp đỡ những cái người mắc những cái bệnh hiểm nghèo mà anh đã có lòng ra đến đây. Nhưng mà thì cô không biết nói gì, cô chúc nha cho anh và cùng đại gia đình luôn mạnh khỏe nhá. Vâng. Rồi đem thuốc về cho cái người này uống mau chóng lành bệnh nhá. Vâng. Rồi anh làm phúc cho người này rồi có người khác người ta lại làm phúc cho anh. Thì cháu cũng cảm ơn bà rất là nhiều luôn vì ngày hôm nay đã tặng thuốc cho cái chị đấy. Vâng. Đi bây giờ cháu chắc là cũng tạm biệt bà và chị nhá. Vâng. Thế về cho mạnh khỏe nhá. Vâng. Thế lên đến đây mà cô chẳng biết là có cái gì để cho các cháu mà không uống nước chẳng ăn. Không, tại vì cháu đang gấp. Vâng. Như lần trước thì cháu có thể thoải mái thì cháu ngồi đây cháu ăn cơm cùng gia đình mình. Vâng. Nhưng mà cái này thì chị này chị nghiêm trọng nên là cháu phải gấp. Vâng. Và trễ nhất là cái giờ máy bay, tại vì đi máy bay. Đúng rồi, đi máy bay là phải anh. Quan trọng luôn. Vâng. Thế cháu về cho mạnh khỏe nhá. Vâng. Thế có mấy cháu rồi? Dạ, chưa. Chưa có cháu à? À thế á. Thế có vợ chưa? Có vợ rồi. À có vợ rồi à? Thế có vợ rồi, tốt rồi. Thế thì
về nhá, về vâng, mạnh khỏe nhá, dạ, để dạ, cho dạ, cái người uống thuốc. Thứ nhất là cái chị mà bị bệnh gan này, vâng, vâng, chúc cho chị uống để gặp thầy gặp thuốc để cho chị mau chóng lành bệnh. Rồi mấy bà mẹ của chị đấy là đau lưng xương khớp là chắc chắn cái người này là sẽ khỏi đau lưng xương khớp, mà vâng, tại vâng, vì ở đây cô hàng ngày bốc gửi rất nhiều đơn, dạ, đi khắp miền Tổ quốc, người ta uống người ta biết bệnh và khỏi rất nhiều. Dạ. Thì một lần nữa cháu cũng cảm ơn bà và chị rất là nhiều luôn, vì ngày hôm nay đã hỗ trợ cũng như là giúp đỡ cho cháu, để cháu đi giúp đỡ cho những người khác. Vâng, nữa. Vâng, vâng. Cháu chúc cho bà và chị có thật là nhiều sức khỏe nhá. Vâng. 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 Thấy ok mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi vô trong miền Nam, mình về Lâm Đồng mình trao thuốc cho chị Kasim nhá mọi người. Kasim. Thì mọi người tiếp tục theo dõi video này cùng với mình nhá. Thì bây giờ là mình đi tới nhà chị Kasim rồi nhá mọi người. Tại vì ngày hôm qua thì khi mà mình bay từ ngoài Hà Nội về Sài Gòn á, thì cũng chiều, nên là mình chạy về nhà mình, từ Sài Gòn về nhà mình hết 4 tiếng nữa, nên là tới đây là trời tối luôn rồi. Nên là mình để sáng nay lên, mình lên rồi mình đưa thuốc cho chị Kasim. Chứ buổi tối đi đường ở trên đèo núi cũng rất là nguy hiểm luôn mọi người ơi. Đây là hai bọc thuốc, một bọc cho mẹ của chị đó và một bọc cho chị đó. Ba, chào ba. Dạ. Dạ, bà thuốc đây ba. Dạ. Để con cài mic cho mình nói chuyện nhá. Đây, để con đem bọc thuốc đây vào cho bà với cả chị Kasim. Mình ăn sáng chưa bà? Chưa. Chưa. Thường bà không ăn sáng. Chị Sim sao rồi? Bà ngồi đây bà. Uống chưa? Tình hình sức khỏe của chị Sim sao rồi bà? Bây giờ cũng nói bây giờ là nói đang yếu yếu nó mệt người đó. Nên xin... mà nó không ăn được thì nó uống thuốc không. Sáng nay vâng, nói là yếu nó mệt, nó nhức đầu, muốn ra ối nó mệt. Đâu rồi anh chồng chị đâu rồi? Đi rừng rồi. Dạ. Ngày bà, nào cũng bà ngồi rừng. Xuống luôn bà. Đi rừng à? Ngày nào cũng đi rừng, không nên không đi rừng có gì mà ăn. Yeah. Đây nhá, đây là cái thuốc mà cháu đi ra ngoài, tới ngoài Bắc cháu lấy về cho bà với chị Kasim nhá. Cháu đưa cho bà luôn. Cột chặt quá, tại vì... này thuốc này, này thuốc đau xương khớp của bà này nhá. Đây có chữ này, đau xương khớp này. Cách dùng đây nhá, cách dùng là có ghi sẵn ở trên này này, là mỗi than đun uống 2 ngày, là một bọc như vậy mình đun lên mình uống 2 ngày. Đun sôi kỹ, uống thay nước hàng ngày, ý là mình đun lên rồi bắt đầu mình uống hết nước đó đúng không, rồi bắt đầu mình đổ nước vô mình uống tiếp, hình như là thế. Tại vì đây này, có số điện thoại của cái bà đấy này, bà 0388 này, 322 571. Đây là cái số điện thoại của cái bà thầy thuốc Triệu Thị Lan này. Thì bà uống hay là bà muốn hỏi cái gì á, thì bà cứ điện thoại trực tiếp, bà hỏi cái bà thầy thuốc này luôn, bà đấy chỉ cho. Cái nhà thuốc này cũng lớn lắm ạ. Cái này là của bà. Đây là trong này là có 30 thang hay gì, hay là 15 thang, người ta quên mất rồi ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 thang. Một cái 2 ngày là cái bọc này là uống được 1 tháng nhá bà. Cái này là của bà đấy. Tại vì hôm bữa bà nói với cháu là chính là cái đau xương khớp mà đúng không? Đau xương khớp là nhiều. Đau xương khớp là nhiều đúng không? Ừ. Đây, còn cái này là của chị Kasim. À, cái này là cái thuốc xoa bóp nhá. Bà biết chữ không? Còn, chị Sim biết chữ mà đúng không? Sim biết. Nếu mình sử dụng cái nào thì mình đọc vào trong này này. Còn cái này cách dùng là cái này là chai thuốc xoa bóp, là mình cho rượu vào mình ngâm, sau 24 giờ thì dùng được. Dùng xoa bóp mình đổ rượu vô trong này mình ngâm, xong bắt đầu rồi mình lấy ra mình xoa bóp. Cái này là của bà, nhớ nhá, của bà là có chữ đau xương khớp này. Còn cái này là của chị Kasim này. Cô ghi rồi. Dạ. Cô ghi rồi thì bà nhé. Mấy cái thuốc này lấy tận ngoài Bắc á. Cái này là chị Kasim này nhá. Thuốc gan này, thuốc gia truyền của dân tộc Dao á. Thì cũng có số điện thoại á. Thì mình đọc cách sử dụng ở đây.
Rồi có gì mình không mấy thì mình cứ gọi điện thoại cho bà thầy thuốc này. Nhưng mà em nói chị Kasim nhá. Tại vì bà Triệu Thị Lan này thì là nhà thuốc giỏi, nhưng mà bà đã cũng trị rất là nhiều cái người mà bị bụng to như chị trị rồi. Nhưng mà cái bụng người ta lúc đó là người ta mới thôi, giai đoạn đầu thôi thì mình trị được. Còn bây giờ thì bà ra ngoài đó bà xem cái hồ sơ á. Kiệt đưa anh cái hồ sơ đây để anh trả cho ấy, đưa anh cái cặp đây. Bà xem cái hồ sơ mình đem ra đó, thì bà thấy cái này là giai đoạn cuối rồi. Bà kêu là bây giờ là bà vẫn cho thuốc này uống, nhưng mà mình chỉ là hy vọng 50-50 thôi nha. Mình cũng, tại vì bệnh viện cũng bó tay rồi nên là thuốc này thì chỉ 50-50 thôi. Là nếu uống mà thấy bụng xẹp á, là coi như là có tác dụng. Đây này, cháu trả lại mình hai cái hồ sơ hôm bữa nhá. Hai cái giấy siêu âm và giấy khám tổng quát á. Cái thuốc gan này á, là cái bà thầy thuốc Triệu Thị Lan á, thì là bà thấy chị Sim, cháu mở trực tiếp lên cho coi video luôn mà. Thấy bụng của chị Sim rất là to, nên là bà tặng miễn phí cho chị Sim luôn. Còn cái thuốc này á, thì là cái bà Lan bà tính tiền, thuốc xương khớp của bà á, thì bà Lan bà tính tiền. Nhưng mà thôi, con thấy thương gia đình của mình thì tiền đó con trả luôn, bà không cần phải trả lại cho con. Mọi chi phí con trả hết. Còn cái này thì chị uống thì chị cứ đọc theo như trong này nha chị Sim. Chị cố gắng lên nhá. Bà không biết nói gì hơn chị. Bà chỉ có biết cảm ơn cháu nhiều. Sức khỏe cháu này thì cháu thì được chúc ngày này ngày kia. Dạ. Thì mình cứ cố gắng mình uống cái thuốc này rồi như thầy thuốc nói nhá. Thì có gì thì chị cứ gọi cho bà thầy thuốc đó. Tại vì em cũng có dặn là nếu mà chị gọi thì bà đấy sẽ hỗ trợ cho chị. Là chỉ cho chị các thứ. Cái này em lấy từ rất xa về đây, từ tận ngoài Hà Nội, biết bao nhiêu ngày mới lấy được đó. Thì mình cố gắng lên. Chị cũng cảm ơn các em rất nhiều và đã hỗ trợ gia đình chị rất nhiều. Và chị cũng không biết nói gì hơn. Chị cảm ơn các em rất nhiều. Dạ, vâng. Em cũng cảm ơn các cô chú, các mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình em rất nhiều. Em cũng xin cảm ơn rất nhiều. Em cũng không biết nói gì hơn. Thì mình cố gắng lên nhá, chị Sim. Chị Sim với cả bà nhá. Bà cũng vậy nữa. Thì bà mẹ của chị Sim này, thì gia đình cũng rất là khổ và cũng rất là khó khăn luôn. Con thì bị bệnh như vậy, là cũng có thêm một đứa cháu nữa mà bị bệnh nữa mọi người, nằm im một chỗ à. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đó rồi mình cho mọi người xem gia đình của bà. Đi, bà dắt cháu qua bên đó bà. Đưa em mượn cái mic nhá. Chị xin cứ nằm đây nhá, nghỉ ngơi đi chị. Để mình cho mọi người xem qua cái căn nhà của bà. Đi bà. Hôm bữa mình cũng có quay một video về bà với cả đứa cháu của bà rồi. Nhìn này mọi người. Bà già rồi, bị đau nhức xương khớp rồi, bệnh này bệnh kia, mà lo cho thằng cu này, rồi lo cho chị Kasim này. Thằng cu này là hôm bữa bà nói là con của người thứ mấy? Con thứ người thứ ba. Con người thứ ba. Tại vì hôm bữa là cháu có coi cái video thì là tại vì hôm bữa là cháu quay cái video về hoàn cảnh gia đình của bà á, thì cũng có quay thằng bé này luôn, nên là có một cô chú anh chị á, thì cũng giúp đỡ cho thằng bé này một số tiền luôn á. Thì là nên là cháu cũng trao luôn. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái danh sách mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cái cậu bé 11 tuổi người dân tộc này bị căn bệnh bại não nhá. Thì là tổng cộng là có 2 Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì chú Lương 1 triệu, chị Trân Châu trà sữa 2 triệu, tổng cộng là 3 triệu. Thì bây giờ mình sẽ trao luôn 3 triệu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đây nha bà, đây là số tiền 3 triệu của hai cô chú và anh chị giúp đỡ cho gia đình của bà để bà nuôi bé nhá. Bà cũng cảm ơn mặt trận quân, cũng cảm ơn và trao tròn giúp đỡ của gia đình của cô. Gia đình của cô là
không biết tả là khổ. Yeah. Giờ nuôi con bé này là bị tật, bác sĩ nói là bị bại não mà yeah. Từ nhỏ tới bây giờ thì mà nuôi con đứa nữa mười bốn năm này mà 15 năm này thì nó bị bệnh gan, bác sĩ nói chuyện gia đình cô ấy bà cũng buồn. Yeah. Bà có lúc bà cũng khóc. Yeah. Nhìn con vừa nhìn cháu này cũng khóc miết. Yeah. Cảm ơn mà được quân yeah. Cũng cảm ơn cháu. Vâng, thì mình cũng cố gắng lên nha bà. Ừ. Yeah. Bà cũng có bệnh tật nữa trong người. Thì mình cố gắng lên thì mình cứ uống thuốc của cái bà đó đi. Rồi mình bệnh mình đỡ rồi mình có sức được bọn mình đi làm vườn rồi mình hái này hái kia rồi mình phụ thêm gia đình. Yeah. Bây giờ thì mình bị đau nhức mình đi không được đúng không? Đi nhức đầu yeah. Trung hợp, đau vâng. Lưng. Dạ dạ. Có lúc nó nhức cả cái chân cái tay nó đứng cũng không được. Dạ. Vâng. Thế nha bà, thì cháu cũng chúc bà và chị Kasim là con gái của bà với cả bé này nữa thì luôn luôn vui vẻ và có nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn nhiều nhiều. Dạ. Thì ok mọi người. Bây giờ là anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ đã dành thời gian quý báu xem hết cái video này của anh em mình, cũng như là quan tâm đến hoàn cảnh của chị Kasim với bà và cả bé này nữa, cháu bé này. Thì mình cũng không biết phải nói gì nữa. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều luôn. Thì nếu mọi người cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa thì hãy bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt.